chưa? Ủa? Ừ? Mấy người đi đâu vậy? Lại đây, lại đây. Tôi coi coi. Ý kỳ quá, làm gì vậy? Ủa, bà có bị gì không vậy? Có sao không vậy? Sao chăng cái gì? Tôi bình thường mà. Nhất quyết là trong chuyện này có đứa chơi xấu tụi mình á. Mấy bà nghĩ coi, ai đời lại tung tin này ra, có lợi gì đâu. Ê, bà có gây thù chuốc oán gì với ai không vậy? Có Ai? đâu với mấy bà đó. Vô duyên. Mấy bà thử nghĩ coi, tự nhiên từ đầu năm tới giờ lớp mình xảy ra quá nhiều chuyện luôn. Nào là cô Dung chuyển sang dạy lớp mình, bà Kiều Trinh chuyển sang học lớp mình, to tụi mình như là đống rác gì á, bực bội. Bà mới vừa nói cái gì đó? Nói lại coi. Thì nó tụi mình như là đống rác. Không phải cái trước đó kìa, đống rác gì? Để suy nghĩ coi. Thì nói bà Kiều Trinh cùng á, tự nhiên chỉ sao học lớp mình à, tưởng làm diễn viên muốn làm gì làm, thấy ghét. Đúng, đúng, đúng rồi đó. À, đúng rồi. Mấy bà có nhớ hôm bữa Kiều Trinh qua lớp tụi mình không? Lớp trưởng, Trinh ngủ đây được không? Trời. Nè, bộ bạn không thấy là Lâm Linh ngồi đây rồi sao mà còn đòi nữa. Quên kia ngồi đi. Vì mình Trinh thích ngồi ở đây à? Xin lỗi Trinh nha, chuyện sếp chủ ngồi là chuyện của Lâm. Muốn thay đổi mà không có lý do là không thay đổi được đâu. Bạn đã vô lớp 12A2 này rồi á, thì bạn phải tuân thủ quy định của lớp 12A2. Qua bên kia ngồi đi. Ấy da, đau, từ từ. Đi ăn ha. Hả? Đi ăn, đi ăn, đi, đi ăn. Từ từ đi. Vậy thì sao? Sao gì? Bộ mấy bà không để ý hả? Kiều Trinh cố tình chọc phá lớp tụi mình đó, thiếu vô lớp không vô mà nằng nặc đòi vô lớp tụi mình. Cái này thì tôi đồng ý với bà. Tại sao đòi vô lớp mình? Lý do gì? Tôi cũng không nghĩ ra được lý do nữa, nhưng mà mấy bà cũng thấy rồi đó. Ở lúc mà Kiều Trinh mới vô lớp mình, tôi đã đi theo Kiều Trinh, rủ Kiều Trinh chơi chung với nhóm mình, nhưng mà Vậy bạn đó không không mới chịu. nói. Tại sao lại không chịu ta? Mấy bà có để ý là trong trường này nhóm của tụi mình là nổi tiếng nhất không? Còn phải nói, ai lại không muốn chơi chung với nhóm những cô nương xinh xắn của tụi mình chứ hả? Ủa, tại sao hôm bữa Ngọc Tường mời bà Kiều Trinh vô nhóm mà bà không chịu vô? Nếu tôi đoán không lầm á, thì trước đây Kiều Trinh rất là ngưỡng mộ nhóm của tụi mình á, nhưng mà do bà mặc cảm nên không dám nói. Còn bây giờ thì bà đã nổi tiếng rồi, và bà nghĩ là bà phải làm cho nhóm tụi mình để ý lại bà, cho nên mới nằng nặc rồi vô nhóm của tụi mình á. Chứ khi không tự nhiên đang ở lớp cũ lại chuyển qua lớp mới thì đâu có bạn. Hèn chi bà cứ nhắm vô nhóm tụi mình hoài. Hồi lúc bà mới vô lớp mình á, cái việc đầu tiên mà bà làm là giành chỗ của Lam Linh. Ồ, đừng nói đến chuyện đó nữa. Được, muốn đấu với chị hai này hả? Còn khuya, để chị hai cho cưng biết tai. bà định làm gì? Làm gì rồi, từ từ mấy bà cũng sẽ biết thôi. Trời ơi. Yên chí đi, học hành thì bà là nhất rồi, còn mấy chuyện này không ai qua bổn cô nương đâu. Lần này tôi tin bà đó. Vô. Bốn cô nương tụ tập ở đây làm chi đây? Rồi, ông leo hàng rào vô hả? Cái gì mà leo? Mấy người vô không chịu đóng cổng kia kìa. Mai mốt coi chừng mất xe đạp Hả? ráng mà chịu. Bà. Thôi, tôi đóng rồi. Ngọc Tường, Ngọc Tường có một tin vui. Vui gì? Vui lắm anh nha, mặt bí xị rồi nha. Biết không, Ngọc Tường của chúng ta vừa nhận được một vai diễn. Hả? Ghê nha. Ê, chúc mừng. Dù là một vai nhỏ thôi, Thiệt hả? Quê quá nhưng không đi. sao đúng không?
Không sao, chúng ta hiểu được. Chúc mừng, thôi mà nè, ngày mai nhóm chúng ta sẽ tụ tập lại rồi sẽ đi ủng hộ Ngọc Tường ha. Ê, thao dài. Rửa dây, rửa dây, rửa dây, rửa dây. Chơi luôn. Tại sao cậu dám làm như vậy hả? Tôi không làm gì cả. Hoàng tử đến tìm tôi. Mà cậu thôi nghĩ xấu gì người khác đi. Nghĩ xấu hả? Nhìn cái điệu bộ của cậu á là tôi biết liền à. Tôi thấy trai đẹp á là nhào vô à. Cậu thôi nhục mạ người khác đi. Cậu tưởng làm như vậy là hay lắm hả? Ủa, bụng đúng sao? Cậu như vậy hèn chi Hoàng bỏ rơi cậu là phải. Cậu nói gì? Tôi nói cậu vậy Hoàng bỏ rơi cậu là phải. Bà Trinh, bà làm cái trò gì vậy? Tôi thích. Hai người làm gì vậy? Ngọc Tường đang diễn mà sao kỳ vậy? Thưa chú, đoạn này không có trong kịch bản. Kiều Trinh lợi dụng đánh con, đúng không? Ừ? Lợi dụng rồi sao? À, mày đánh tao hả? Mày dám đánh tao hả? Hai người làm gì vậy? Dừng tay đi. Còn cô này nữa, cô làm cái gì vậy? Giai phụ mà lộn xộn quá. Dẹp đi. Đoạn phim ngưng. Ủa, như vậy là sao vậy? Ê, ê, có sao không? Có sao? Sao? Sao vậy? Sao Tường? Trời ơi, bà này thật là quá đáng. Chọc chọc mới được ai? Quý, thôi mà. Kỳ lắm thôi. Từ từ đi, mọi chuyện đều phải được giải quyết chứ. Bây giờ đưa Tường về trước đi. Đi Tường. Đi về đi. Về, quay đi về. Chưa bà, nhìn thấy ghê làm sao á. Ghê gì mà ghê, nhà cửa ta ở đây cả đống à. Có gì đâu ghê. Ê, nó kìa, theo tôi. Nhanh lên. Ủa, cây này á hả? Ê, đừng bóc bậy bóc bạ. Lát hồi cháy tùm lum đừng khóc bà nha. Để tôi. Tôi thấy có gì đâu trời. Trời, bà chuẩn bị sẵn bịch ni lông luôn hả? Ừ. Bà có hiệu quả thiệt không? Tôi thấy cũng bình thường mà. Bà muốn thử không? Ừ. Nè. Nhé. Chưa gì hết mà tôi thấy ngứa hết trơn rồi nè. Lẹ lẹ đi. Xong. Kỳ này á phải làm một vố để trả thù lại cho bà Ngọc Tường mới được. À, tôi hiểu rồi. Hiểu không? Ừ. Tôi vô tới luôn hả? Trời này ghê quá hả? Dễ vậy. Thằng nhỏ tôi làm hoài ạ. Lâm ơi, hôm nay cho tôi ngồi chỗ mới nha. Chỗ cổ vừa nóng nực lại vừa chán. Thôi, không có được đâu. Sao vậy? Bà nhìn xung quanh lớp mình coi, còn chỗ nào ở đâu ngồi. Nhưng mà tôi muốn ngồi chỗ mới. Không được. Hey, đã phó. Hả? À, có rồi. Tôi ngồi cái phòng tường đây ha. Ôi, ngồi vô chăn chán lắm, không có tám đường ha. Không, tưởng đó. Không được, con chen quá. Cho bạn ngồi chung cái phòng tường. Đó, bạn ngồi có một mình, bạn cũng buồn lắm. Đi. À, một lần nữa. Đi thân lắm. Ê, nhìn xuống cái bàn ngồi nha. Ừ, đây. Lâm. Sao sáng nay không kêu Văn đi học? Ủa, ai đánh đâu kêu hoài vậy?
Làm cái gì chảy gì mà muốn chết? Giang, Trinh ngồi với Giang nha. Lâm. Lâm. Chuyện như vậy là sao? Sao vậy? Chỗ ai nấy ngồi chứ? Giang, nhưng mà xuống ngồi với Trinh nè. Đây nè. Thì Giang xuống liền. Xuống ngồi đi, xuống đi. Chặn nè. Nè, Giang ngồi đây nè. Thôi, tôi cũng về chỗ mới ngồi nha. La 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 la. Ủa, bộ Giang không thích ngồi với Trinh hả? Đâu có. Giang sợ Trinh hả? Có. Trinh. Dạ. Em lên đây. Lên tập lên đây. Cô kêu lên cái bài kia. Thầy nói gì tắm, tắm chưa? Dạ rồi. Rồi tắm kỹ không? Em cũng biết sao còn ngứa đó. Thôi thôi, đừng khóc. Ngồi xuống ghế đi, ngồi xuống. Mẹ không biết đâu, thầy xử phạt tụi nó đi. Chuyện gì? Từ từ nói thầy nghe. Thì đang giờ học anh Văn nè. Em vừa mới ngồi xuống ghế một chút thôi á. Thì tự nhiên, nó không dậy nè. Tự nhiên em vô học anh Văn. Tự nhiên em ngồi xuống ghế. Cái tự nhiên em bị ngứa. Nhưng mà tự nhiên em có ngồi học đúng chỗ không? Dạ không. Mà đúng không là đúng, đúng là không là sao? Có ngồi đúng chỗ không? Dạ, tại đúng không? Em mới đổi chỗ. Đổi với ai? Chuyển chỗ lúc nào?
Khi nào? Ngồi cái ai? Ngồi cái Văn á thầy. Trời ơi. Lúc trước giờ học á. Trời. Lúc trước giờ học á thầy. Trước giờ học em đổi chỗ qua ngồi kế lớp trưởng. Nhưng mà em bị vậy có nghĩa là em đổi chỗ. Tụi mà nó muốn hại em á, nó đâu biết em đổi chỗ đâu mà nó hại. Phải ngồi đúng chỗ nó mới hại được chứ. Em ngồi sai chỗ thầy đâu có bằng chứng đâu mà thầy nói được à, ai hại em, đúng không? Nhưng mà em không biết đâu. Cái chuyện nó xảy ra như vậy đó thì thầy cũng biết rồi đó. Nhưng mà thầy đâu biết đâu. Tự nhiên em ngứa em lên đây em đổ thừa thầy làm sao? Em bắt đền thầy làm sao? Thầy đâu biết đâu. Mà thầy không biết rồi sao thầy xử được? Thì có gì đâu. Thì bây giờ thầy bắt cả lớp phơi nắng đi. Phơi cho nhiều vô. Rồi thầy bắt tụi nó chùi toilet đi. Chùi nhiều vô. Cái tụi nó mệt, tụi nó cũng khai à. Bậy. Em bậy lắm nha. Em nói vậy làm như thầy giám thị ác lắm à. Đụng cái cho tụi nó chùi toilet, đụng cái bắt phạt tụi nó quét sân. Em bậy vô cùng. Kiều Trinh. Thầy biết em đang nổi tiếng, em mang danh dự về cho trường này, nhưng mà em có mang gì thì mang, nhưng em cũng không được, muốn làm gì thì làm. Xin lỗi em nghe. Cái lớp A2 á có nhiều người nổi tiếng hơn em kìa, mang danh dự về cho trường nhiều hơn em nữa, nhưng không phải ai muốn làm gì thì làm đâu. Về lớp học đi. Giờ về hả thầy? Sao em về được? Em còn ngứa vậy nè. Về cho tụi nó hả? Cười vô mặt em á. Ngứa hả? Làm đơn xin nghỉ đi, tôi việc cho. Còn nếu không thì xuống phòng y tế nằm đợi chừng nào hết ngứa học. Thầy. Thầy gì? Thầy. Lấy hai tay ra cho tôi. Gái gì đi ngoài đường vừa đi vừa gãi ai coi. Bảy. Trời ơi, nghề gì ghê vậy, quăng đồ tùm lum vậy hả? Ủa, con có làm phiền dì Bảy không? Không. Con ráng học đi ha. Mốt có vé cho dì Bảy vé coi chơi ha. Dạ. Nhớ nổi tiếng nha con. Dạ dì Bảy. Nghề ghê quá. Chắc chắn là tụi nó rồi. Tức quá đi. Alo, mấy bà làm gì lâu vậy? Tới chưa? Tới giờ học rồi đó. Vậy thôi, tôi vô trước đó nha. Thank you.
đổ dầu ở đây hả? Bây giờ các em không đứng dậy mà các em bò xuống. Bò đi. Dạ em biết rồi. Kiều Trinh, gì vậy? Bà hãy ngừng ngay mấy cái trò ấy lại đi. Có biết chơi như vậy là nguy hiểm lắm không? Ủa, Sen nói gì Trinh không hiểu. Ủa, hôm nay chịu nói chuyện với Trinh rồi hả? Không lạnh lùng như mấy bữa trước nữa hả? Kiều Trinh, Sen rất hối hận khi đã bị Trinh lừa. Nhưng mà chỉ một lần này thôi, Trinh có biết không? Một lần thôi hả? May á, mà cũng chỉ có một lần thôi á, cũng đủ làm cho nhóm trưởng của mấy bà khốn khổ lắm rồi. Nhưng mà bạn còn khổ dài dài á. Bạn muốn gì? Muốn gì? Thì ví dụ tôi buồn buồn, tôi đi xuống dưới á, tôi nói với cô giám thị. À mà thôi đi, tôi nói với bà tôi sẽ có chuyện gì bà Ngọc Tường. Tôi cấm bạn không có được nói bậy nghe chưa. Nói gì? Tôi chỉ nói là tôi nói. Không đúng sao? Rồi thì sao? Tốt hơn là cầm miệng lại. Tôi đấu với mấy đứa kia. Chen vào. Không chừa bạn ra đâu. Sao tự nhiên bữa nay mấy bà tụ tập ở nhà tôi vậy? Tôi đâu biết đâu. Tại chiều bà Hạnh Sang gọi điện cho tôi, kêu qua nhà bà có chuyện gì quan trọng đó. Hiện giờ Hạnh Sang đâu? Nó lặn đâu mất rồi. Trời, sao lên cái gì trời? Ngồi đây. Bà dùng đứt đâu hả? Đây. Rồi sao, có chuyện gì vậy? Làm gì hồn lý hả? Trời hết hồn mà. Tôi lên mà, sống lên. Trời ơi, bữa nay mấy bà bị sao vậy? Chơi nhà tôi mà cái mặt lù lù đến ghê vậy. Nào, tôi nói cho mấy bà biết chuyện người tung tin đồn nhảm của bà Ngọc Tường. Thì mấy bà sẽ xử người đó như thế nào? Dĩ nhiên là đánh cho nó một trận rồi, cho chừa cái thói nhiều chuyện. Đúng rồi, không những vậy mà còn dẫn lên cho thầy giám thị hả? Cho giám thị trị tội luôn. Người gì đâu mà nhiều chuyện thấy ớn luôn à. Nhưng mà sao bà biết vậy? Người đó chính là Kiều Trinh. Hả? Biết ngay là nó. Trời ơi, thì ra là Kiều Trinh. Nhưng mà sao biết? Nhưng người nói cho Kiều Trinh biết lại là... Mà bà đừng có nói cho tôi người đó là bà nha. Sao vậy Sen? Tự nhiên nhận lỗi về mình là sao? Sao vậy Sen? Hôm nay Sen có uống lộn thuốc không? Sao kỳ vậy? Trời ơi! Không có lộn đâu. Uống đúng thuốc rồi đó. Là bà tung cái tin đồn này ra chứ ai. Lúc trước tôi quay lại lớp tập, nghe hết chuyện của bà với bà Trinh nói với nhau rồi. Trời ơi! Nhưng mà cũng không phải lỗi tại bà. Tại bà Kiều Trinh á, bà muốn chơi tụi mình. Ghét! Ê, chỗ này là vậy phải không? Đâu, có coi. Này các em,
chúng ta về ôn lại hệ thống kiến thức từ năm lớp 10 cho đến nay. Thời khóa biểu sau á, chúng ta sẽ có nửa giờ đầu á, để ôn lại kiến thức từ năm lớp 10. Nửa giờ sau chúng ta ôn lại những bài toán khó. Còn hôm nay chúng ta học đại số. À, tại quên mất, các em có thể ra nhà sách á, mua những bài tập theo từng chủ đề. Không nhất thiết á, phải mua cùng một loại. Chúng ta có thể mua rất nhiều càng tốt. Sau đó về chọn lọc những bài nào hay á, có lập luận tốt để mà giải. Hả? Lâm Linh, em có thắc mắc gì không? Dạ, đâu có đâu thầy. Đây, các em xem trong những tờ giấy này. Dạ, dạ. Đây, dạ. Em cầm phát cho các bạn. Tôi chưa. Thầy chỉ mới làm được có 10 bài thôi. Các em cứ xem đi. Khi nào trong thời gian làm mà không kịp, về nhà có thể làm tiếp. Không sao. Ông dữ dễ sợ. À, chào cô Dung. Chúng em chào cô. Chào các em. Các em ngồi xuống. Giờ này mà các em vẫn chưa về hả? Các em chưa làm xong bài. Cô ghé qua có chuyện gì không? Thưa thầy, 7 giờ rưỡi rồi. Tụi em xin phép chưa về. Chưa xong mà. Tôi thầy em về, chào cô em về. Chào em. Ai chưa có tí nữa ra ngoài đó lấy cái này nha. Chào cho thầy, cho cô em về. Bye. Có chuyện gì không cô Dung? Tôi vừa mới làm xong, đồ ăn còn nóng, thầy ăn đi. Cảm ơn cô, thì là ngại quá. Thôi để đây từ từ tôi ăn. Chắc là cô ăn tốt rồi. Tôi ăn rồi, còn đâu nữa thầy ăn. Thôi được rồi, cô cứ để đó. Khi nào đó tôi xin. Trái cây tới đây. Nè mời mấy con nha. Dạ. Cảm ơn bác. À, mấy con cứ tự nhiên, bác vô trong chấm bài nha. Dạ. 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 Ê Văn, có mẹ là giáo viên chắc thích lắm hả? Mời mọi người ăn. Mà nè, mấy người định thi trường gì vậy? Gần thi tốt nghiệp rồi, tôi thấy lo quá. Năm nay lại tiếp tục thi môn hóa nữa. Chuyện tốt nghiệp á thì tôi không có lo. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới cái chuyện mà mình phải chọn trường đại học nào á, tôi thấy lo sao sao á. Sao rồi sao? Thì bà nghĩ coi, bây giờ nè, mình phải tự chọn trường, tự chọn ngành. Rồi lỡ mà mình chọn cái ngành mà mình không thích á, mình làm không phù hợp, ra sau này chắc tiêu quá. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng phải biết là mình thích cái gì chứ. Còn bà, tôi nghĩ là suốt cuộc đời bà không biết bà thích cái gì luôn. Hay là bà chỉ thích gấu bông nữa thôi. Chính xác. Ê, ông Văn, tôi thích tùm lum hết trơn á. Có khi tôi thích làm ca sĩ nè, nhưng mà thấy làm kinh tế cũng hay, được mặc đồ đẹp, làm việc lại cực kỳ chuyên nghiệp. Mấy bà thấy không, trên TV á, mấy người làm kinh tế á, ăn nói không mấy bằng luôn á. Bà điệu thấy sợ. Nhưng mà lỡ cái ngành của mình chọn không có phù hợp với khả năng của mình thì sao? Thì vậy mới lo chứ. Đâu có ai cho mình xé nháp làm lại lần nữa đâu. Bà nghĩ cũng lạ nha. Sao tự nhiên tụi mình tốt nghiệp xong rồi bắt buộc thi đại học? Ai cũng thi đại học, lúc đó ra đường ai cũng là sinh viên cả. Nhưng mà tôi thấy Văn nói như vậy cũng không đúng. Có những người học á không phù hợp với mình, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người học rất là phù hợp với khả năng của mình. Vậy bà định chọn thi trường nào? Chắc tôi thi vô khối C. Kệ, ráng học bài một chút. Cộng với tính nhiều chuyện của tôi á, tôi sẽ thi vào khoa báo chí. Trời ơi, làm nhà báo cũng ngoài lắm á nha. Ghê, đây nè. Trời ơi, mỗi lần tôi thấy bà cầm quyển vở lên là bà úp cái mặt của bà vô trong đó. Không dám đâu, bà thì có. Bà với Hạnh Sen là chuyên gia ngủ gục luôn. Ba năm chung với nhau mà không dám bà hả? Ủa, tôi làm bây giờ hỏi mà sao cái đâu lớp 12. Ủa, không dám đâu bà. Đúng xạo. Ê, nói nghe nè, về nhà cãi đi. Ổn quá. Ừ, lúc nãy Văn hỏi á, là Lâm định thi trường gì? Lâm cũng đang phân vân. Lâm thích vào học tự nhiên, di tính, xong rồi ra làm lập trình. Ủa, sao giống Văn vậy? Văn cũng định rủ Lâm thi trường đó đó. Sao Văn không thi bách khoa? Thôi, Văn cũng không thích bách khoa lắm. À mà nè, tụi mình học chung, rồi nửa tốt nghiệp chung. Ai biết được nửa ra trường tụi mình làm việc chung với nhau thì sao? Coi ông kìa, chưa đỡ ông nghe đã đàn tổng rồi. Ê, quê quá đi. Cô
Con ăn xong rồi, con lên lầu học bài nghe mà. Con đã chuẩn bị hồ sơ chưa? Dạ, con đã chuẩn bị. Ủa mà con tính thi trường nào đó Lâm? Dạ, con thi trường tự nhiên. Một là trường khoa học tự nhiên, còn hai là trường đại học Bách Khoa, còn ba là trường đại học Dân lập Hồng Bàng. Con gái mà sẽ vô mấy cái trường đó chi cho nó cực. Dạ. Đúng rồi đó con. Con gái lựa ngành nào nhàn nhàn mà thi. Hay là con vô sư phạm đi, vừa khỏe mà lại danh giá nữa. Bà cứ vậy. Cứ vậy không. Con cái dạng của tôi mà biểu đi thi sư phạm, thi trường y cho ba, vô đó nó mới bảnh. Rồi mai mốt ba mẹ có già, rồi còn chữa bệnh cho ba mẹ nữa chứ. Thi y đặng cho ế hả? Học 7-8 năm trời ra thấy toàn là máu me không hả? Bà cứ vậy không. Ế sao được mà ế. Ngày nay tổng thống cũng là phụ nữ nè, thủ tướng cũng là phụ nữ nè. Ế sao được mà ế. Mà con không có thích. Đó, thấy chưa? Nó không thích kìa. Nó muốn chọn trường nào nó chọn. Tương lai của nó mà. Thích sao lại không thích. Không được ép buộc nó. Đi sư phạm đi con. Làm bác sĩ nó mới mệt. Sư phạm đi con. Đi y cho ba. Thôi, hai cái trường ba mẹ chọn, con không thích trường nào hết trơn. Tự do muôn năm. Mời cô uống nước. Dạ, cảm ơn anh. Em có làm cái này mang tới cho anh á. Thiệt là phiền cô Dung quá. Nhưng mà tôi... Anh cứ nhận đi, tự tay em làm. Cô Dung nè, nhưng mà tôi đã ăn tối rồi. Không sao đâu, anh cứ để đó, khi nào đó thì anh. Nhưng mà em đi chợ thiệt sớm mới mua được cá tươi ngon để làm cho anh. Cảm ơn cô nhưng mà... À, ngày mai là sinh nhật của em. Em đợi anh ở quán này. Cô Dung à. Quá. Mình phải làm sao bây giờ? Thầy, có chuyện gì vậy thầy? Thầy muốn nhờ em việc. Dạ. Ủa, có chuyện gì mà thầy bối rối quá vậy? Thầy, thầy đừng có nói với em á, là có người tỏ tình thầy rồi nha. Hả? Nhỏ, nhỏ làm nó... Vậy mới khổ cho thầy chứ. Em đừng có cười thầy. Em cười thầy. Trời thầy ơi, em không muốn cười đâu, nhưng mà em mất cười quá. Ôi, em đừng có cười, người ta nhìn kìa. Nhưng mà em đã hứa là phải đừng có để cho thầy bơi giữa biển nha. Thầy cứ yên tâm đi, Kỳ Lâm này nhất định sẽ không để thầy bơi dơ giữa biển đâu. Em hứa rồi đó nha. Dạ. Hai cái bà mày làm cái gì mà không chịu xuống ta, 5 giờ chiều rồi. Ê, ông làm bài này xong chưa? Bài nãy hả? Mà cũng xong rồi, nhưng mà sao đáp án kỳ quá. Đâu, đưa coi. Sao vậy? Gì, sai hả? Ừ. Sao vậy? Cái này ông áp dụng chất khử sai, hèn chi đáp án ra khác quá. Vậy đáp án nào văn phải sửa làm sao nè? Hiểu. Ủa, mấy bạn làm quá hả? Ừ. Ừ, thôi về đi. Về. Đúng rồi đó, học từ chiều tới giờ rồi mà bây giờ còn học gì nữa. Về. Cái gì mà ừ, chán chăng quá. Người kia nữa làm gì đó. À, dẹp vô. Sao mai văn ngày mai? Vô đi. Ủa? Về nhà. Ủa học. Gì vậy? Đi về. Người ta cất vô rồi soạn ra. Ừ, bà này chốt quá à. Chưa duyên á. Về.
Sao hôm bữa ông không đi sinh nhật cô Dung? Văn đi công chuyện cho mẹ của Văn. Mà sinh nhật vui không? Vui sống vui. Trời ơi, nhắc lại sinh nhật cô Dung á, thích thiệt luôn á. Chưa bao giờ mà Linh thấy cái mặt cô Dung bích xị như vậy luôn á. Sao vậy? Thì tại hôm bữa cô Dung mời có mình thầy Kỳ đi sinh nhật à. Mà ai về thầy rủ nguyên nhóm mình đi luôn á. Cái xong á, vừa tới đó cô Dung thấy thầy Kỳ xong say quá, thấy tụi này cứ mặt sụ xuống. Xong á, Linh với Lâm nè, nhóm những cô nương luôn, chạy lên lôi tay thầy Kỳ, kéo thầy Kỳ ngồi chung với tụi này, không có ngồi chung với cô Dung. Làm cô Dung quê một buổi luôn. Ê, nè, chắc lúc đó mặt cô Dung khó coi lắm hả? Chứ sao nữa, thích dễ sợ luôn á. Mà nè, Văn thấy á, mấy người giỡn quá như vậy á, cũng không hay đâu. Sao vậy? Tại vì á, nếu như cô Dung không thích, cô Dung đi ráng mà chịu. Thiệt không? Tự nhiên đang vui, ông làm tôi lo quá rồi. Thôi, đừng có lo, Văn nghĩ á, sẽ không sao đâu. Bởi vì chuyện đó qua rồi, cô Dung sẽ không giận nữa. Mà chỉ có điều... Có điều gì? Chỉ có điều là Văn nghĩ á. Sao? Văn nói lẹ đi. Thì từ từ Văn mới nói nè. Chỉ có điều là trong bài kiểm tra miệng sắp tới nè ha, thì chắc chắn là mỗi thành viên trong nhóm những cô nương xinh xắn sẽ nhận được mỗi người một trứng vịt lộn. Mà nè, tuy là kiểm tra miệng thôi, là hệ số 1 nhưng cũng khá là quan trọng. Vậy giờ sao? Giờ sao là sao? Thì mấy người làm mấy người phải chịu chứ. Sợ phải không? Nhưng mà giờ giải quyết làm sao? Sợ chưa? Thì cũng sợ. Lam Linh, thuộc bài chưa? Chưa. Ê, sao vậy? Trời, tôi đâu biết đâu. Nhìn mặt bả thì chắc không thuộc bài á. Em hãy cho cô biết những đặc điểm cơ bản của kim loại phân nhóm 9, nhóm 2 và giải thích. Dạ. Kim loại phân nhóm 9, nhóm 2 là ông thuộc một nhóm S. Dạ. Là chất hữu mạnh. Là chất hữu mạnh. Ngoài ra thì còn tác dụng với oxy trong không khí. Được rồi, về chỗ đi. Hạnh Sang. Trả lời câu hỏi lúc nãy đi. Hãy cho cô biết đặc điểm cơ bản của kim loại phân nhóm 9, nhóm 2 vậy nhé. Có học bài không? Về chỗ. Thank you.